วัสดีค่ะคุณผู้ชมของช่องไอวันนะคะชื่อจุนวูนะคะยินดีที่มาคุยกันวันนี้นะคะดาเงินกั๊กกาติ้งติ้งหึก cũng được ạ à, tại vì em sinh tháng 6 mà hồi đó em học trường quốc tế nên là mọi người không đọc được tên Phương Anh nên là em tự nghĩ ra nickname cho bản thân mình. Ma Emma Watson ạ. Nghe nhạc bạn bè à, thôi cố lên thì mọi người thường hay nói thế chứ còn thực ra nó cũng không hữu dụng lắm. Bánh tráng trộn ạ. Đã có trả lời rất thành thật.